một vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện đức tin với tựa đề Hoa Giả Quỳ. Hoa Giả Quỳ gắn liền với một sự tích về tình yêu thủy chung, muốn thể hiện lòng kiêu hãnh khó khuất phục như cái cách mà nàng Hờ Linh hy sinh để bảo vệ người mình yêu. Nguồn gốc tên gọi cũng liên quan đến sự tích hoa dạ quỳ với màu vàng được rỡ trên cao nguyên. Dã có nghĩa là hoang dã, quỳ có nghĩa là quỳ gục xuống, dạ quỳ có nghĩa là chết trong rừng hoang. Chuyện kể rằng từ xa xưa có một bộ tộc La Xuyên sinh sống ở vùng Tây Nguyên xa xôi. Trong bộ tộc có nàng Hờ Linh xinh đẹp yêu tha thiết chàng Ca Lan. Ngày ngày Ca Lan vào rừng săn bắn hái lượm, còn Hờ Linh ở nhà xe sợi và tấm chăn kiều chồng. Theo tục lệ của bộ tộc thì con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng. Tối về họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ thế trôi qua và chờ đến ngày trở thành vợ chồng. Nhưng tình yêu giữa hai người lại không được suôn sẻ như mong đợi, bởi trong bộ tộc còn có chàng Larin là con trai của người tộc trưởng, cũng ngày đêm thương trộm nhớ thầm Hờ Linh nhưng không được nàng đáp lại. Larin rất hờn ghen. Cho đến một ngày Ca Lan vào đường săn thú như thường lệ, nhưng đến tối không thấy về. Hờ Linh chờ đợi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, vẫn không thấy Ca Lan trở về làng. Nghĩ có chuyện chẳng lành, nàng vào rừng tìm Ca Lan. Hờ Linh đi mãi qua mười mấy con suối, mười mấy cánh rừng mà vẫn không tìm thấy người yêu. Quá mệt, nàng ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ say, nàng mơ thấy Ca Lan gọi và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa, sẽ gặp chàng ở đó. Nàng giật mình tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ và đi tiếp. Quả nhiên, đi đến cuối nguồn, nàng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đau xót. Ca Lan đang bị những người của bộ tộc La Xuyên trói chặt và dùng những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Nàng chạy tới ôm lấy chàng, mặc cho nguy hiểm vẫn quyết bảo vệ người yêu. Vì quá hờn ghen với tình yêu của Hờ Linh dành cho Ca Lan, Larin, con trai tộc trưởng La Xuyên, đã buông lơi mũi tên hận tình. Hắn không ngờ rằng chính mũi tên nghiệt ngã ấy lại bắn trúng nàng, người con gái mà hắn đã ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Hờ Linh chết cùng Ca Lan trong tư thế quỳ và ôm lấy chàng không rời. Về sau, tại nơi Hờ Linh chết đã mọc lên một loài hoa dại có màu vàng rực rỡ, tràn đầy sức sống mãnh liệt, thể hiện cho một tình yêu chung thủy. Người đời đã đặt cho một cái tên là lạ và mỹ miều, đó là hoa dạ quỳ. Người xưa cũng giải thích rằng dạ có nghĩa là hoang dã, quỳ có nghĩa là quỳ gục xuống. Cây hoa dạ quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh. Những cánh hoa màu vàng tràn đầy sức sống mãnh liệt, ý chí bất khuất như tình yêu chung thủy của nàng Hờ Linh. Mặc dù có ý nghĩa và có một vẻ đẹp kiêu sa, lãng mạn như vậy, nhưng không hiểu vì sao mà người đời lại không dùng hoa dạ quỳ để tặng nhau trong ứng xử giao tiếp, và cũng không dùng hoa dạ quỳ để trao tặng cho nhau trong tình yêu, mà người đời chỉ khao khát được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, khen tặng và tiếc nuối cho một vẻ đẹp đến mê hoặc lòng người của một loài hoa dại. Ngày nay, vẻ đẹp hoang dại của hoa dạ quỳ cũng như câu chuyện tình yêu của Hờ Linh và Ca Lan đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ. Từ đó sinh ra một bài thơ kể về câu chuyện tình đó.
Nay ta kể người đời nghe câu chuyện Hoa Dạ Quỳ quyến luyến bên nhau. Cuộc tình trải mấy thương đau, khác rồi còn mãi một màu vàng tươi. Kể từ đó trời sinh hoa lạ, mà sắc vàng không tả yêu thương. Dạ Quỳ từ ấy ven đường, nơi nàng thác xuống còn vương bóng người. Vẻ đẹp tươi tắn rực rỡ, kèm theo sự sang trọng quý phái của những đóa hoa dạ quỳ càng khiến cho người ta trở nên đắm say và thổn thức. Đằng sau vẻ đẹp của nắng là những ý nghĩa và thông điệp sâu sắc về tình yêu đôi lứa. Màu vàng vốn được coi là màu của hoàng gia, của quý tộc, nhưng màu vàng của hoa dạ quỳ lại là một thứ màu vàng dân dã, dễ đi vào mắt người, một màu vàng của thiên nhiên trong những lọn nắng vàng óng ả, bên những cây cối xanh và dưới bầu trời xanh trong. Cây hoa dạ quỳ rất dễ mọc và phát triển rất nhanh, ngay cả ở những nơi có điều kiện vô cùng khắc nghiệt như khi khô cằn hay đầy sỏi đá. Dù sống bên những con đường đất đỏ mù mịt hay ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc, hoa dạ quỳ vẫn vươn mình lên tự tin khoe sắc, tự tin đứng vững. Chính vì thế, những đóa hoa dạ quỳ được xem là biểu tượng sức sống mãnh liệt, luôn khát khao để vươn lên trong mọi hoàn cảnh bất chấp những khó khăn. Dạ quỳ gắn liền với một truyền thuyết cảm động về tình yêu đôi lứa của nàng Hờ Linh và chàng Ca Lan, cho sự can đảm dám hy sinh, một tình yêu thủy chung của người con gái dành cho một nửa kia của đời mình. Hoa dạ quỳ cũng là loài hoa được dùng để tỏ ý thán phục, yêu mến và quý trọng với những người có nội tâm phong phú. Và đôi khi, nó cũng là loài hoa thể hiện lòng kiêu hãnh khó khuất phục, như cái cách mà nàng Hờ Linh hy sinh để bảo vệ người mình yêu. Tuy là loài hoa mọc dại, nhưng dạ quỳ lại mang vẻ đẹp mà bất cứ ai cũng phải mê mẩn, đắm say. Chúa Giê-xu phán, không có tình yêu nào vĩ đại hơn là vì bạn mà hy sinh mạng sống mình. Các ngươi là bạn ta, nếu các ngươi làm theo những điều ta truyền, ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết các việc chủ mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu, vì ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Không phải các ngươi đã chọn ta, nhưng ta đã chọn các ngươi và bổ nhiệm các ngươi để các ngươi ra đi và đem lại kết quả, những kết quả còn lại lâu dài, và để khi các ngươi nhân danh ta cầu xin điều gì thì cha sẽ ban cho các ngươi. Giăng chương 15 từ câu 13 đến câu 15. Muốn thật hết lòng